50 mấy trứng đó. Nó có cái khay nhựa này, với hộp nhựa trong rồi còn một tấn bọc ở ngoài nè. Nó đảo rồi, nó đảo làm sao? Nè, nó đảo, nó chỉ đảo nghiêng qua nghiêng lại thôi chứ có gì đâu. Để trứng vô đây nè, đi đây là chế độ nghiêng qua trong nè, xong rồi nó nghiêng thẳng lại xong rồi nó nghiêng qua đây nè. Ủa tưởng đâu nó đảo rồi nó quay tròn tròn chỉ trứng luôn chứ. Đâu, nó chỉ đảo đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại để cho nó cái này dễ mà, cái này mua cái motor này về ông chế được luôn mà. Cái motor của cái quạt chứ gì đâu. Nè, cái này là cái quạt hút hả? Ừ, cái này có quạt hút, cái này dây. Thế còn nước nè. Nước đâu? Nước là anh để thẳng trực tiếp qua đây luôn rồi nè. Bơm vào đây nè, có hai cái lỗ nè, bơm nước vào đây mình không ấy thì mình để cái chén nước vô cũng được. Nè, nó có hai cái lỗ để bơm nước vô nè. Bơm nước vào hai cái rãnh á, trong này có hai cái rãnh để chứa nước thôi à. Nước nhiều không? Ít à, một lần bơm là chỉ bơm cái bình này thôi à. Nè. Có bình này đó. Để vào đây bơm đẩy vô nè, cặp một cái lỗ này đẩy vô thôi. Ủa là dưới nó có nước luôn vậy hả? Dưới có nước á. Thì vì thay mình chế thì mình để cái chén nước bên cạnh này cũng được nè. Mình tủ mình rộng mình để chế nước. Đây cài là 37 36 à. 36. 6 à. Mình nâng lên nó bị cái này sai gì vậy? Cái này là cái đồ chỉnh lượng gió nè. Cái lượng gió cho cái cọt nó hút á. Hút vô hay hút ra? Mình chỉnh độ ẩm ở trên đây nè. Nó hút vô hay hút ra? Mình chả để ý, chắc hút vô quá. Nó hút vô dưới này nó cũng có lỗ nữa nè. Dưới này nó có lỗ này nha. Nè, à. Dưới này nó có cái lỗ này. Đó, nó có lỗ thông á để cho nó có cái hơi chứ. Nếu mà mình làm kín quá đâu có được. À, nó có mấy cái lỗ để nó thông. Bây giờ mình dưới nào không có chắc mình làm hai cái lỗ thông là được. Chắc mình thông hai bên hông cũng được. Nó thảy xuống. Đúng không? Nó thảy như chắc anh nghĩ tôi nghĩ chắc thảy xuống chứ. Bò này bọc đối lưu. Xoay xoay xoay. Ở đó nó quay nè, thảy ra đây nè ông ơi. Đây là thảy xuống nè. Hút xuống. Hút xuống nè, à, thảy nè. Đó, đúng không? Bên kia. Đối lưu. Bò này bọc đối lưu. Cái này là cái lượng gió ở ngoài hút vô nè. Như thế đó, tăng lên là tăng về mình mở cái này ra nhiều á thì cái độ ẩm nó sẽ giảm xuống. Khi mà mình đóng cái thằng này bớt lại thì cái độ ẩm nó sẽ tăng lên nè. Cũng nước giống vậy. Đóng lại. Đóng lại thì cái độ ẩm nó tăng lên á. Đóng lại tăng lên nè. Đúng rồi, tại vì mình đóng lại là nó không có dư lượng gió quay nữa thì nước ở trong đây nó sẽ bốc hơi lên á. Cái nước ở trong đó nó bốc hơi lên nhiều á. Mở ra chạy chút xíu là độ ẩm nó tụt xuống à. À, thằng này tôi để 70 độ ẩm, 70 xuống tới 60 là tôi chăm nước cho. Độ ẩm là độ ẩm 70, có lúc chăng là 80 luôn á. 80 là cao nhất luôn. Còn 80 là nó báo à. Còn 80 là nó kêu tí nó báo mình á. Không, mà để một lúc sau bắt đầu nó mới chạy xuống, chạy lên chạy xuống được. Cái độ ẩm á, mình đóng lại một hồi sau nó tăng lên à. Đóng mà độ ẩm mới tăng lên. Mở ra độ ẩm nó tụt xuống. Có đối lưu gió vô á. Cái gì vậy ta? Cái này cái đèn đang cấp nhiệt nè. Cái đèn của nó đang cấp nhiệt á. Đang cấp nhiệt là chớp chớp vậy đó. Khi nào mà độ cao nhiệt quá à, nó đang cấp nhiệt vô đó. Rồi đó, nó ngắt luôn rồi đó. Cao quá nè. Cao quá nó ngắt. Tại mình nâng cái này lên á. Nó cái đầu giò nó bị sai á. Mình nâng cái đầu này lên á. Nó lên tới 38 luôn á. Mình mở lên lâu quá nó lên 38 luôn. Nó ngưng. Ốc này thì là trứng chống máy bao nhiêu ta? Trống máy hả? Nó tùy theo à. Được trước ấp cái con gà trên kia về đúng 10 con hay 8 con trống luôn á. À, còn gà đông tảo 50-50 đó. Hai mấy con mà giờ được 10-13 con gà mái, 13 con gà trống á. Gà đông tảo ra 50-50 đó. Rồi. Cái thằng này nó có cái tốt nữa.